哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。嘿嘿嘿，不要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌棒棒糖，朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦啾啾棒，童话里做英雄。哦啾啾棒，热血心中流动。哦啾啾棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。好保护中层。Hả? Cái gì vậy? Dạ, ngươi đang sưu tầm các kho báu phải không? Đó là những kho báu được phát minh bởi tiến sĩ Miho. Vậy, ngươi có thích bẫy của ta không? Jijibon, thả ta ra. Đó là sự trừng phạt cho tất cả những việc xấu xa mà ngươi đã làm. Ta sẽ giao ngươi cho đội lính bảo vệ của thành phố Pha Lê. Ngươi sẽ biết tay ta. Ôi trời ơi, Jijibon, cậu thật là tuyệt vời. Đưa hắn đến cơ sở của đội lính bảo vệ thành phố Pha Lê đi. Sao ngươi dám lừa ta mở cửa cho ngươi? Ngươi thật là đáng ghét. Bây giờ ngươi sẽ không còn cơ hội nào để ăn cắp thứ gì. Bây giờ thì cởi nó ra. À, tay tôi. À, dừng làm trò ngay. Ta đã tình cờ nghe thấy ngươi nói lúc đó rồi. Đồng tiền vàng tham lam, đúng không hả? Ngươi sẽ không bao giờ có được đồng tiền tham lam. Ta đã cất nó rồi. Cất rồi à? Khi nào? Ta đã theo dõi ngươi từ khi ngươi bỏ cái đồng tiền vào trong túi. Đừng dối ta. Tin không tin thì tùy ngươi. Nhưng ta không lấy nó. Ta đã nhìn thấy trước mọi việc. Ta đã cất nó trước khi ngươi đã bắt đầu bắt ta. Bây giờ thì ngươi không bao giờ tìm được thấy nó đâu nếu không có ta. Ngươi đã cất giấu rồi à? Ngươi thật là xảo quyệt. Ta sẽ cho ngươi vào trong tù, và cho đến khi nào ngươi khai ra đồng tiền vàng đang ở đâu. Vậy à? Ngươi cứ thử đi. Ngươi. Đến xe đi. Ôi không. Tức thật. Hắn ta đã chạy trốn. Bạn có nghĩ rằng chúng sẽ quay trở lại không? Giả sử ngài có một cây kẹo mút, nhưng người khác lấy lại sau khi ngài chỉ mới cắn một miếng, ngài có cố gắng để giật lại nó lần nữa không? Chắc chắn rồi. Cậu phải ở lại với chúng tôi để giúp chúng tôi, Jijibon à. Ta tưởng người giỏi, nhưng người đã bị đánh bại bởi một tên tân binh của ngũ linh chiến binh. Im đi. Người thuê ta để đánh cắp chỗ kho báu ma thuật, đúng không? Nếu như không phải ta thích chỗ vàng đó, thì ta cũng không nhận lời. Nhưng tại sao ngươi dám lợi dụng ta? Ngươi đã giả vờ như không biết gì về chỗ vàng ấy. Tại sao ngươi dám lợi dụng ta? Thôi nào, đừng giận dữ như thế chứ. Ta không tiện để lộ mặt cho sự việc lén lút như thế. Đó là lý do ta cần ngươi. Ngươi nên biết điều đó. Giờ thì ngươi đã đồng ý thực hiện giao dịch của ta. Hợp đồng chúng ta đã được ký kết. Vào thời điểm chúng ta nhắm đến kho báu ma thuật, ngươi phải thực hiện nó cho đến cùng. Ngươi đang đe dọa ta đấy à? Không, ta chỉ muốn tiến hành hợp tác của chúng ta thôi. Khác với nhiệm vụ lần trước, lần này ta sẽ đưa cho ngươi một bộ giáp biến hình. Sau khi ngươi hoàn thành xong việc, ta không tin ngươi nữa. Hay là ta bỏ tiền ra trước? Hả? Vậy thì được. Chiếc áo giáp này đã đủ để giải quyết Jijibon. Chuyện gì xảy ra vậy? Xin tha mạng cho ta. Xin tha mạng cho ta.
Hóa ra Jack đã liên kết với các chiến binh bóng tối để cướp kết bạc. Bất kể những âm mưu trong đầu chúng là gì, nếu chúng dám bước qua cánh cổng, nó được gọi là chờ đợi những cơn gió. Gigibon, cậu có chắc chắn không vậy? Hay là tôi đến trụ sở của các bạn và gọi những người bạn của cậu nhé? Ây da, tôi e rằng quá muộn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ kết bạc. Thật không? Cậu có khát nước không? Hay uống một chút nước nhé? Cậu có lo lắng không? Hay là tôi lấy cho cậu một chút gì để ăn nhé? Trời ơi, ngài đừng trò chuyện giống tiến sĩ Mihu nữa có được không? Từ khi những chiến binh bóng tối trở nên ác độc và tàn nhẫn hơn, điều đó sẽ không tốt nếu như chúng ta làm những người dân vô tội bị thương mỗi khi chúng ta phải chiến đấu. Vì vậy hãy yêu cầu đội lính bảo vệ tránh xa ra. Ngài hãy làm đi. Không cần lo lắng, tôi sẽ không để hắn vào bên trong lần nữa đâu. Này Gigibon, ngươi có khỏe không? Jack, ngươi vào đây từ khi nào? Cửa đã mở trong khi các ngươi đang trò chuyện với nhau. Tôi đã bảo ngài thôi việc tán chuyện phím rồi mà. Tôi đã thiếu cảnh giác. Jack đã nắm được cơ hội và chui vào bên trong rồi. Ta đã từng nổi tiếng là kẻ sát nhân khổng lồ. Ta đã bỏ nghề lâu rồi. Nhưng mà đừng có đánh giá thấp ta. Jack, sao ngươi trông hơi kỳ lạ vậy nhỉ? Ngươi đã phá hỏng kế hoạch của chủ nhân ta, nên bây giờ ta sẽ đến để lấy lại đồng tiền vàng tham lam cho ông ấy. Ngươi có kháng không? Hay là uống một chút nước nhé? Ngươi có lo lắng không? Hay là ăn một chút gì đó nhé? Chắc ai đó đang nhắc đến mình. Thôi nào, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa nữa. Ngươi tưởng ta không nhìn ra mánh khóe của ngươi chắc? Cái gì đằng sau ngươi thế? Cái này là cái này dành riêng để bắt người. Ta sẽ không rơi vào cùng một bẫy hai lần đâu. Chịu thua đi. Người sẽ biết nó sớm thôi. Tỉnh cơn u mê đi, đó chỉ là phép thử thôi, ngươi sẽ không may mắn nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Đừng. Quá chậm rồi, bây giờ hãy bỏ cuộc đi. Ngươi sẽ không thể thắng được khi phải cạnh tranh với một người bắt bóng nhanh nhẹn như ta. Nếu như vậy thì đừng trách ta. Ngủ lên, biến hình. Ôi không, thật khó chịu khi chạy xung quanh thế này. Gigibon, ngươi đang nhảy đấy à? Hả? Sao ngươi cứ chạy vòng vòng vậy? Ngươi cứ đuổi theo ta đi. Ngươi có thể đánh ta như thế này sao? Mọi người nói rằng cậu bé hay cười sẽ không bao giờ gặp điều tồi tệ. Ác hẳn là dành cho ta. Ôi không, nắm đấm hủy diệt. Cái gì? Ồ, những đồng tiền vàng, ta sẽ lấy hết chúng. Hả? Kho báu ma thuật? Ta có ý này. Linh hồn kim loại.
Cái gì? Không. Tại sao ta có thể quên nó được nhỉ? Kho báu, kho báu, đừng đi mà. Chừng nào ngươi còn chế ngự bởi chiến binh bóng tối, ngươi sẽ không có được kho báu. Chỉ khi nào ngươi đền sắt thì kho báu sẽ theo ngươi. Đừng có mà chạy. Linh hồn kim loại. Đừng đi mà bé yêu. Bắt được ngươi rồi, bé yêu à. Mũi lên chiến binh. Thần hổ ánh chớp. Ribbon. Ngủ lên chiến binh. Thần hổ ánh chớp. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là lý do tại sao chiến thuật của ta có một cái tên thật dài. Cái gì? Kho báu ma thuật đâu rồi? Nó vừa ở trong tay ta mà. Tại sao nó lại biến mất rồi? Người phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách để có được nó. Ta không phủ nhận điều đó. Cảm ơn nhiều nhé. Phai. Ta cần phải trở về và báo cáo nhiệm vụ thôi. Tạm biệt nhé, chiến binh Ngũ Linh. Không được đi, người sẽ nhận được hậu quả sớm thôi. Thật là đáng xấu hổ. Thôi nào, chúng ta chỉ không thể phơi bày sự giàu có của chúng ta. Giờ cậu đã lật đổ bức tường kết bạc. Và bây giờ tiền của chúng ta đã bị phơi bày ra hết rồi. Nó đã bị phơi bày ra hết rồi. Tức chết đi được. Chào chị